Tiếp con chó này à, cái gì giám khảo còn thua thì mày cái giải ra vô địch đúng hàng đầu. Ok, tao đang chơi nha, đang chơi mà đi mẹ đầu tao cũng không thể kiểm soát được. Khi mà tao biết dưới đây có một cái vé cho trẻ em đi vào mà phát lượn. Ok, tao bảo mày rằng là không có những thứ vậy nên bố mày đeo cái thẻ tên và bị mẹ đằng sau tao là cái thằng trẻ em trẻ danh. Mày chắc chắn ra đường bị bố mày bẻ nanh. Khi mà tao biết con chó này có áp lực và cay cú nó cũng không hoàn thể danh. Bởi vì tao biết con chó này rằng là chắc chắn có cái điều mày tin nhé. Mày có màu xanh trong người và mày đang phát triển. Mày là cái thằng hút chim bé. Khi mà bố mày bảo là bố mày có nhưng mày chưa có nhé. Mày cứ chửi thắng lắm và ban giám khảo thích cho mày thua đó nhé. Bố mày sẽ đến đây để bố mày giết cái thằng run đô nói chung là béo mày. Khi mà ta bảo hôm nay bố mày có cả băng bố mày cứ cười cứng thấy. Thấy là tên là liên tiếp. Cho mày là dụng rồi. Khi mà ta bảo hôm nay mày đã đụng nhầm thằng mà thằng Jin Do cần đụng rồi. Hôm nay bố mày đến bên đây con để thằng nào ngáng chân. Bố mày thúc vào mặt mày như kiểu bố mày cầm cái cúp là quán quân. Yeah.